Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phiêu Hoàng Channel. 5 mẫu xe cổ điển sở hữu nội thất tuyệt đẹp. Những mẫu xe cổ điển này đều sở hữu nội thất vô cùng lộng lẫy. Thứ nhất đó là Mercedes 600-1963. Mercedes 600-1963 còn gọi với tên gọi khác đó là VF100, là một mẫu chiếc xe cổ sang trọng được nhiều người nổi tiếng sử dụng. Xe được yêu thích bởi thiết kế tương lai và các tính năng tiên tiến có ở trên chiếc xe. Ở bên trong, ghế được bọc bằng da tốt, dẻo dai, gỗ lát trên cả táp lô, cửa ra vào và khung cửa sổ. Ngoài ra còn có một tủ lạnh mini ở ngăn trước cùng với tivi và thảm. Nhờ đó, nội thất trong xe giống như một phòng khách. Chiếc xe thứ hai đó là Citroën DS1953. Hầu hết ô tô trong những năm 1950 gần giống nhau, đặc biệt là những chiếc sản xuất ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 1953, Flaminio Bertoni đã thiết kế Citroën DS mang không gian khác hẳn. Nội thất trong Citroën DS được gọi là một cuộc cách mạng vì đó là một chiếc xe đầu tiên có nhựa bên trong bảng điều khiển thay vì gỗ đắt tiền. Chiếc xe thứ ba đó là Cadillac Eldorado BRT 1978. Có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng chiếc xe là chiếc dành cho những ai muốn theo phong cách cuối cùng của những năm 1970. Eldorado BRT đã có ghế bọc da kiểu gối kết hợp với lại bảng điều khiển ốp gỗ và nhựa màu đỏ bóng bẩy ở phía trước. Cabin trong xe được cung cấp một loạt các tính năng bao gồm một máy nghe nhạc 8 bản nhạc và một đài CB tích hợp. Chiếc xe được coi là một trong những chiếc xe cổ điển tốt nhất với nội thất tuyệt đẹp. Chiếc xe thứ tư đó là Alfa Romeo Tipo 33 Sport Double. Alfa Romeo 33 Sport Double đời 1967 là một chiếc xe hai chỗ tuyệt đẹp. Nó được coi là một trong những siêu xe hiện đại đầu tiên và là một trong những thiết kế đẹp nhất mọi thời đại. Bên trong, chiếc xe có cabin kiểu dáng đẹp và thoải mái dành cho hành khách. Ở phía trước, xe có bảng điều khiển kim loại với kết cấu độc đáo. Ngoài ra, xe còn có vô lăng ba chấu ở phía trước ghế lái và bảng điều khiển bằng kim loại chứa máy đo tốc độ. Chiếc xe thứ 5 đó là McLaren F1-1992. McLaren F1-1992 được thiết kế để trở thành một siêu xe tối thượng dù không có nội thất tối giản như Ferrari F40. Ở bên trong, F1 cung cấp ghế lái bằng sợi carbon mỏng được gắn ở giữa, hai bên là hai ghế hành khách. Đối với vị trí bàn đạp, tay lái và vị trí của cần số, chúng đã cần đạt đến mức hoàn hảo. Do đó, McLaren F1 được coi là một trong những chiếc xe thể thao tinh tế nhất mọi thời đại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phiêu Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.